Rồi, Tuấn Phát kính chào anh em nhé. Nay mình sáng nay mình sơn tiếp một con xe nữa, làm tiếp một con xe nữa nên là quay sơ cập nhật xe cho anh em này. Trời quá. Con này là xe đúng nghĩa là mới 90% này. Máy 28 đề, xe chủ nhà ít chạy, lốp còn nguyên này anh em nhé. Lốp còn lá gai luôn này. Này. Đây, bên đây nhìn rõ hơn này. Này. Thấy chưa? Anh em thấy uy tín chưa? Lốp đin theo xe đấy nhá. Nè. Lốc máy này. Ok chưa? Đấy. Tời anh em nhá. Dây tời mới cứng, còn mới cứng này. Chủ xe này ít rất ít chạy. Mới đề được 3 lần, đúng đề được 3 lần không nói điêu. Đấy. Số này thấy chưa? Nhông này. Hộp lai đời mới này, thấy chưa? Nước sơn này. Đấy. Xe này là chạy y như kiểu xe máy anh em nhé. Anh em đạp ga tới đâu là phóng như bay tới đó. Xe kiểu Chí Tâm này. Thùng banh này. Trên Chí Tâm đang bán con 190 triệu đấy. Mà không bằng con này đâu anh em nhé. Đấy. Có bắc kinh tải. Thăng cơ. Ben Haiti. Thùng hình như thùng con này hình như là 2m8 x 1m tư gì đấy, nhưng mà mình không đo kỹ nhưng mà tầm đó. Đấy. Số gáp thăng tay. Cái này là mình sơn xong là còn lên dàn điện, xi nhan, gương ghiếc đồ đầy đủ hết. Đấy. Rồi, một em con này sao? Con này là trên dưới 90 em nhé anh em nhé. Là bao đẹp này. Con 90 trên Chí Tâm nó bán cũng té le rồi. Mà nó cũng bán 90 đấy. Thùng lọt, cánh gà, máy Đông Phong, máy chân trai này. Chân trai 28. Đấy, côn bạc lá 9 lò xo. Đây, còn con đây. Mới xong hôm qua. Đấy. Cầu bắc kinh tải, nhíp 2 tầng. Xe xíu đôi toàn bộ. Lốp mới. Thùng dài 3m. 3m1 nhân 1m4. Đấy. Số gáp thăng tay. Boss 12 tấn Trung Quốc. Đã thay bơm mới rồi. Boss cũng thay boss rồi. Boss bơm hư hết. Nên mình thay hết rồi. Đấy. Cùng đuôi cùng thuyền đầy đủ. Máy 24 quay. Tới đầu đại. Xích lớn nhá. Bình dầu thay. Của cò lớn này. Thùng đồ nghề. Toàn bộ u hết. Ốp đôi. Trên dưới ốp đôi hết này anh em nha. Rồi. Chi tiết thì còn hai con kia. Hai con kia chuẩn bị vô lên thớt. Đấy. Anh em nào ưng lấy về dọn thì dọn, mà ưng mua mới, mua dọn xong thì mua. Đấy, giá nào cũng có cả. Đấy. Lúc anh em bạn bè mình để lại như ví dụ như cái xe mà mình để lại cho giá 84 không chịu. Suy nghĩ, nhưng mà mình lúc mình dọn xong mình bán 90 triệu. Đấy, anh em mới ngớ người ra. Đấy. Con này chỉ hơn 70 thôi. Gần 80 anh em nhé. Con này đẹp đấy. Xe chạy bao nhẹ, sướng. Xe nào cũng sướng hết. Xe nào dọn xong là cũng sướng hết đấy. Con này trưa nay hoặc chiều nay là sẽ có video cụ thể con này khi dọn xong nhé. Chào anh em nhé.